Thưa quý vị, trước tình hình những ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nói chung, trong trường học nói riêng, tăng nhanh, việc xin giấy xác nhận âm tính tại các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố đang quá tải. Vì vậy, các trường học đã linh hoạt trong việc xác nhận hoàn thành cách ly với những học sinh F0 và F1. Nếu thời gian trước, khi số ca nhiễm trong cộng đồng chưa tăng mạnh, khi lớp học xuất hiện F0, cả lớp sẽ phải ngừng việc học trực tiếp, học sinh đi học trở lại phải có giấy xác nhận âm tính của cơ quan y tế. Tuy nhiên, trong hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về xử lý F0, F1 trong trường học, cả lớp vẫn học trực tiếp, trừ các F0 và F1. Trước tình hình số ca nhiễm tăng nhanh, để tạo thuận lợi cho học sinh khi trở lại trường, các trường đã linh hoạt hơn trong việc xác nhận sau khi kết thúc thời gian cách ly tại nhà, chấp nhận kết quả test nhanh do phụ huynh thực hiện cho con đối với các F1. Đối với các cái trường hợp của học sinh F0, thì khi mà quay trở lại trường thì cái phần đó là có cái giấy xác nhận của y tế phường. Phụ huynh chỉ cần chụp và gửi cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm thì báo cáo ban giám hiệu nhà trường. Còn đối với F1 thì các cái trường hợp có thể là các em tự xét nghiệm ở nhà, chờ phụ huynh chụp gửi kết quả, rồi quay cái đoạn phim đó và gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Hiện các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đang quá tải trong khâu giải quyết các thủ tục hành chính để đảm bảo người mắc COVID-19 được hưởng các chế độ theo quy định sau khi khỏi bệnh. Vì vậy, nhiều trường học cũng không yêu cầu bắt buộc học sinh là F0 đi học lại phải có giấy xác nhận mà chỉ cần xác nhận online của trạm y tế. Nhà trường cũng có là đề nghị phụ huynh là đối với các em F0 á, thì các em sẽ trước khi đi học lại thì cần phải có cái giấy xác nhận của y tế. Tuy nhiên chúng tôi cũng linh hoạt, chúng tôi cũng yêu cầu là chỉ cần cái giấy xét nghiệm của một cái cơ quan y tế và hoặc là đôi lúc là nhân viên y tế của phường sẽ nhắn tin qua cho nhân viên y tế của trường chúng tôi xác định là em đó đã âm tính và có thể được đến trường thì chúng tôi cũng chấp nhận. Trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đảm bảo an toàn phòng dịch khi mở cửa trường học vẫn được xác định là yêu cầu hàng đầu. Tuy nhiên, vì các trường học linh hoạt trong các thủ tục hành chính mà vẫn đảm bảo theo các quy định của ngành y tế là hết sức cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trở lại trường học của học sinh.